Mình làm sao á mà mình sống mình thường có nụ cười quý vị. Khi nụ cười mình nhiều quá đó, cái khổ đau đến á, mình có khóc bao nhiêu. Tại vì nụ cười nó chan qua rồi thì làm sao mình còn cái sự buồn bao nhiêu nữa mà khóc. Mà con người khi mà buồn khóc là đang bị bế tắc trong cuộc đời, nó không có giải quyết được vấn đề gì đâu. Nhưng mà tụi thành công thì nói gì an vui mà tôi học Phật. Thì chúng ta cũng vậy, vì an vui mà học Phật. Mà muốn an vui thì làm sao, đừng có buồn giận hay để trong tâm. Cái đặc biệt của vợ chồng sống trong nhà, hai vợ chồng nên nói chuyện với nhau từ lúc mới cưới. Còn nếu mới cưới chưa nói thì bây giờ nói cũng không có kia, không có trễ đâu. Còn cơ hội nói đó, nói đi. Bây giờ hai vợ chồng nói rõ ràng cho nhau nghe gì. Bây giờ gì nè anh, em, anh có cái gì em cứ nói. Còn em có cái gì thì anh cứ nói liền. Chứ đừng có để lâu ngày nó vào máu, vào tim, lúc đó nguy hiểm. Từ cái việc nhỏ mà để lâu nó thành việc lớn. Nói liền, nói ra đi để nhẹ nhàng. Chứ đừng có mà cái mặt âu sầu, nặng nề. Khổ nhất là mình không cởi mở được với cái người mà mình bực bội. Chứ đúng ra bực bội mà nói cái là quên đi thì mình cũng cho họ cơ hội đó quý vị. Đúng không? Ví dụ như bây giờ á, các cô, các thầy, các chú, các cụ trong chùa mà dặn như đứa cái gì là nó nói, thầy con dặn thì lắm mới thầy ước thầy. Thấy không? Nói đại vậy đi, bực bội rồi nói đại vài tiếng rồi xong rồi con cảm ơn thầy, thầy đã cho con chút nỗi buồn tâm sự. Nói hết trơn rồi xong rồi. Đó. Nhưng mà người ta không dám nói với mình, người ta sẽ bị nội tâm. Cái này mới là khổ. Nên những đức mong quý vị nghe đạo về quý vị áp dụng đi quý vị. Giữa vợ chồng con đồ, mỗi từng đều ngồi lại với nhau, hỏi han nhau và coi có cái gì mà thắc mắc, có cái gì mà trong gia đạo mình mà cần cởi mở liền không. Trời ơi, nếu cái gia đạo mà được vậy, cái gia đạo nó hạnh phúc biết nhiêu nói chở. Ta nói gia hòa thì vạn sự hưng. Gia hòa vạn sự hưng là cái gì trong gia đạo cũng hưng thịnh lên đó chứ. Còn gia đạo mà không hòa thuận sao hưng. Tại gia đạo khi không hòa thuận thì một là người làm mà mấy người phá, sao hưng đây. Dù nó có thịnh nhưng mà nó không hòa mà sao hạnh phúc. Nên cái quan trọng là hòa thuận. Mà muốn hòa thuận thì phải giải tỏa tâm tư, phải cởi mở tâm tư. Đừng có nên áp đặt cái mà bản thân người ta không làm được. Đừng có áp đặt cái mà người ta không làm được. Chúng cứ phan đại xuống là phải làm gì. Người ta ấm ức, người ta tức, người ta không làm rồi. Mà bắt người ta phải làm coi làm sao được quý vị. Nên đừng có bao giờ áp đặt người khác bằng cái mà người ta không làm được. Hãy đưa cho cái mà người ta làm được như bản thân những đức. Nói cái mà quý vị làm được. Đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình phải nhận thức cái pháp môn niệm Phật này nó hay. Pháp môn niệm Phật này nó hay. Giờ quý vị ngồi đâu quý vị cũng nghiêu ngao A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vì nghiêu ngao được hết trơn. Vì nghiêu ngao được hết trơn. Bộ vị không được sao. Bây giờ quý vị niệm thật niệm giả gì vị cũng niệm được hết trơn. Bởi vì cái pháp trì danh này nó thù thắng. Ví dụ như bây giờ cái miệng mình thường đi, mình thích hát thì mình nghiêu ngao mình hát. Bây giờ mình đổi qua mình hát A-di-đà Phật. Đúng không? Giờ làm cái gì, giặt đồ, lau nhà, rửa chén hay làm việc gì trong gia đình mình cứ A-di-đà-phật 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 A-di-đà-phật. Còn mình rảnh bấm số niệm Phật A-di-đà-phật A-di-đà-phật. Thì thấy hay không? Cái pháp trì danh nó hay là chỗ đó đó. Tuyệt vời luôn quý vị ơi. Nên quý vị biết rằng nó, nên ai cũng nên áp dụng niệm Phật. Vì học Phật mà có niềm vui là vì sao? Vì nhớ Phật mà có niềm vui.
Có cô này cô hỏi Nhân Đức: dạ thưa thầy, học Phật làm sao, niệm Phật làm sao để chuyển được nghiệp của gia đình? Thì Nhân Đức nói rằng đừng có nghĩ niệm Phật chuyển nghiệp gia đình thì nó chuyển. Nhớ kỹ, đừng có nghĩ tu làm sao để giàu thì tự nó giàu. Nó hay lắm á quý vị. Đừng có nghĩ bố thí cúng dường là giàu thì thật sự là bố thí cúng dường là đại phước báo. Còn cái người sơ học nên người ta nói bố thí cúng dường là thù thắng cho mình nghe, để dẫn dắt mình bố thí cúng dường. Còn người thật sự hiểu bố thí cúng dường thì cái việc bố thí cúng dường là phát tâm thương người mà làm, đúng không? Phát tâm thương người mà làm. Nên cái người mà cực kỳ nghèo thì người ta nghĩ rằng người ta bố thí cúng dường để tương lai người ta giàu, thì cái đó cũng có phước mà phước ít. Nhưng khi đã đạt đến cái trình độ hiểu biết thì bố thí cúng dường là để thương người và phát tâm vì người mà làm, thì đây là đại công đức. Tỷ vị thôi, phát tâm sao cũng được. Nhưng mà tu hành muốn chuyển chồng, muốn chuyển con, muốn chuyển vợ, muốn chuyển gia đạo và chuyển bản thân mình, thì chúng ta chỉ cần nghe pháp, giữ tâm quân bình, niệm Phật, đừng có nghĩ tu để chuyển những thứ đó, thì những thứ đó tự bị chuyển. Tự bị chuyển à? Tại vì cái mà mình không chuyển được là do gì mình nghĩ nó nên nó không chuyển. Giống như mình nghĩ buồn sao mình hết buồn, mình nghĩ giận sao hết giận. Mình đừng có nghĩ là nó sẽ hết. Nó, quý vị phải nhớ kỹ, mình nghĩ ai với đạo Phật. Thí dụ như bây giờ nếu như mà mình nghĩ bệnh ung thư, mình cứ lo bệnh ung thư, mà mình niệm Phật mình lo cho mau hết bệnh ung thư thì nó cực kỳ lâu hết, mà mình chỉ cần niệm Phật thôi. Đừng có nghĩ mau hết bệnh ung thư, tự ung thư nó hết. Tại vì lúc này là quý vị chỉ có thành tâm, thành ý niệm Phật thôi. Nên cái câu Phật hiệu á, nó mới trang trải trong máu quý vị, và nó làm cho tất cả những tế bào quý vị được nuôi sống tốt đẹp. Nên tự ung thư nó hết là vì cái câu Phật hiệu nhất tâm nhất ý mà niệm. Nên cái tâm trạng nó vui quá, nên toàn thân quý vị tự nhiên sẽ khỏe. Nhớ kỹ, quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ quý vị điển hình như Nhân Đức nè. Nó, quý vị thấy không? Nhân Đức sốt, Nhân Đức nằm le lự trước một ngày. Nằm le lự, nằm le lự trước một ngày, quấn khăn chơi thiệt, bệnh đau mà chứ đâu phải đùa đâu chuyện, hiểu không? Nhưng quý vị thấy chiều lại một cái là bắt đầu là tung tăng. Cái đoàn câu chuyện lên nó, ủa thầy, ủa ta, mới hồi nãy coi công đoạn của thầy hồi trưa gì đâu mà té tu tả tơi, rồi giờ này sao chạy xe tung tăng đi chợ. Nói tôi hồi nãy tôi bệnh, bây giờ tôi hết bệnh được không? Đúng không? À, tôi thích bệnh thì tôi không nói chuyện, tôi nằm đó tôi buồn chơi vậy là tôi bệnh nè. Rồi tôi muốn hết bệnh thì tôi cười chơi, tôi hết bệnh được không? Đúng không? Rồi bữa sau lại chương trình khiếm thị rầm rầm nó, rồi tiếp tục cứ làm việc. Rồi bữa sau thứ bảy cộng tu hôm qua, rồi tối lớp đạo làm con, bữa nay chủ nhật thì thấy xong chuyện rồi. Thấy không? Bệnh như bệnh mà làm việc cũng xong chuyện rồi. Bữa nay cũng giảng rầm rầm nè. Thì thấy nãy giờ ông rầm rầm nước miếng nhăn tùm lum. Nhớ kỹ, giảng mà có nước miếng văng là khỏe. Chứ sao? Bữa nào mà giảng mà không có một miếng nước miếng nào văng là bệnh. Giảng yếu nước miếng văng nổi. Hiểu không? Khô cổ họng mà làm sao mà có nước miếng đâu văng. Bệnh không có miếng da ra nữa sao mà văng nước miếng. Giảng lúc nào mấy cô ngồi dưới mà lấy khăn lau mặt hoài lá. Khỏe rồi đó nghe. À, nó... Hồ gấp nó kể câu chuyện mình nhớ không? Hồi đó bây giờ là giảng là nước miếng ít văng ngày xưa. Ngày xưa là giảng nó la dữ lắm. Mà ư khơm khơm phía trước. Hồi xưa giảng ư khơm phía trước vậy. Mà từng nào cũng có hai ba bà đã quen mặt luôn, bà ngồi y cái chỗ đó. Mà bà cầm khăn theo. Bà lau mặt suốt luôn.
Xong cái có lần nhà Đức kêu lại, Đức nói ủa mấy cô sao ngồi, lần nào mấy cô ngồi đây nghe, mà những Đức giảng là dân nước miếng đầy mặt mà tại sao cô cứ ngồi hoài. Có nói là nghe mà nước miếng nó dân vậy không bao giờ ngủ được thầy. Như thêm cái nữa ngộ thầy ơi, này nó lạ nè thầy, hồi đó thầy biết mặt con mụn ghê lắm, mụn nổi đầy sức nhiều loại kem mà không hết thầy, mà từ khi mà thầy giảng pháp mà được miếng văng vô mặt mà lao á thầy là tự nhiên hết mụn. Mà nhớ kỹ lúc chỉ có giảng pháp mà văng nó mới hết mụn nghe, tại đó là nó văng pháp vị. Còn cái lúc bình thường mà xin nước miếng là nó mụn đầy mặt. À, không phải giỡn đâu. Ghê lắm mấy vị ô. À, thấy không? Không biết giỡn sao, không biết bài cũng vui là thấy là ngon rồi đó. Hiểu không? Lên đây. Có mấy cô kia, cô nói một câu. Lúc nào á giảng cũng ngồi trên đây nghe viết nó cái đô nó quen, đô nó quen, mà tự nhiên có một nhóm ngự đâu nó dữ dằn quá, nó vô nó ngồi, nó ngồi xong không vô ngồi được, phải ra túc phía sau ngồi, tự nhiên mặt hơi héo. Ôi ơi ngộ ghê đó. Ôi mình nói bụng đừng có héo, ai tự 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 nhiên héo chi cho nó mệt tiếp, hiểu không? Nhưng mà héo quý vị nó trực diện á, quý vị biết, giống như là mình á mà buôn bán mà gặp được cái mặt tiền mà nó ngay trung tâm. Những Đức nói bây giờ quý vị mà lên thành phố mà cái mặt tiền trung tâm Nguyễn Huệ rồi này kia mà thuê cũng không đơn giản vậy. Mất tiền lắm, đất đó là đất vàng đấy vị ơi, hiểu không? Chứ mình ra ngoại ô đồ này kia thì đất nó rẻ chứ, hiểu không? Nó nhưng mà cái gì nó cũng có cái tốt của nó, có khi vì cái mặt tiền nó quá mắc nên nó có nhiều sự cạnh tranh. Nhưng mà ngoại ô ti á nó rẻ nhưng mà có những lúc nó cũng thấy bình an. Quý vị hãy cảm nhận nó đi quý vị. Hãy tự cảm nhận trong mọi vị trí đi nghe. Nếu mà nó là đặc biệt thì chỗ nào nó cũng nó sẽ có cái đặc biệt của nó. Thật sự mà nói đó, giống như từ đầu cho tới chân nó đã đặc biệt thì mỗi vị trí nó có cái đặc biệt của nó. Thấy không? Giống như cái ông này á, ông sống với vợ ổng, mà vợ ổng á cấp mới cưới về, vợ ổng ốm, thì ông sống với vợ ổng mấy năm sau, 2-3 năm sau thì vợ ổng tròn trịa lại một chút, thấy không? Rồi ông sống thêm khoảng 5-6 năm sau thì vợ ổng quá trời mập, thì ổng mới nói với vợ ổng là em à, vì sao em không duy trì cái dáng dốc, cái đoạn giữa của nó, cái đoạn chứng giữa mà tròn trịa đó, đó vừa vừa đó đó, em giữ như vậy là đẹp. Thì bà nói rằng ba công đoạn cho ông rồi còn gì. Là ý nói là gì, lúc ốm thì có cái cảm giác của ốm, nhưng lúc tròn trịa đẹp thì nó có cảm giác của tròn trịa đẹp, nhưng mập nó cũng có cái đặc sắc của cái mập chứ, hiểu không? Ông nên chấp nhận đi, ông để cho cơ địa tôi tự nhiên, chứ ông đi bắt buộc cơ địa tôi phải duy trì vậy cho ông, thì ông không có thương tôi bằng tấm lòng, mà ông thương tôi bằng thân xác. Không, hay chưa? Nó nên vợ mình ốm mình thương vợ mình ốm, vợ mình tròn trịa mình thương vợ mình tròn trịa, vợ mình mập mình thương vợ mình mập. Mình hãy để cho vợ mình tự nhiên cái cơ địa nó phát triển với cái niềm vui hay là như thế nào nó ăn uống, để cho nó tự nhiên, mình đừng bắt buộc nó, phải ép buộc nó,
phải như vậy theo ý của mình. Để mình được như vậy mà bắt buộc người ta không được thoải mái. Đúng quý vị? À, nó cái câu này hay nghe. Thấy không? Không mà quý vị thấy những đức chia sẻ Phật pháp là nghiêng về phái nữ nhiều lắm nghe. Phái nữ nhiều. Vì sao? Vì sao? Vì Nam Nhi bị bao vây. Nam Nhi bị bao vây. Đi coi kìa, xung quanh nữ, nữ đẩy mà không vô được hả? Tí tí à, tôi với ông ơi, mình chịu đầu hàng đi, thấy không? Hãy niêu mấy bả đi. Bây giờ mà đụng chạm bậy bạ, cái lượng này họ thổi mình chết, thổi cũng chết nữa. Bây giờ cho đứa nói thiệt nghe, nguyên một cái vàng nữ này nghe mấy ông, mà mình mà ngồi về mấy bả lỡ mỏi bà phải là chỉ cần làm gì thôi nè. Qua một quận thôi là những đức với mấy ông xây sẩm mặt mày, chịu không nổi đâu quý vị ơi. Nó với thêm cái nữa, tại sao mà những đức nghiêng về người nữ nhiều vậy? Vì người nữ họ có cái khổ nhiều hơn đàn ông, hiểu không? Nó thêm cái cực kỳ quan trọng nữa, người nữ là mẹ của mình. Ờ, trong kinh Phật nói mà xem người nam như cha, xem người nữ như mẹ, mà họ cũng là một người nữ mẹ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Phật đã nói không có sai đâu. À, nên á, nó chuyển hình á, chuyển tướng, rồi nó chuyển lại nghiệp duyên, nên lúc làm mẹ, lúc làm bạn, lúc làm vợ, lúc làm chồng, nó chuyển sang vậy đó quý vị. Nên chúng ta đã có duyên là vợ chồng thì vừa thương vợ mình, thấy không? Vì mình nghĩ người nữ là một nhà sản xuất cao cấp, đúng không? Ngồi suy nghĩ đi quý vị, nhớ nè, tất cả những cái món đồ sản xuất nào mà để cho con người dùng đều là phải là công nhận phụ nữ là nhà sản xuất cao cấp nhất. Tại đồ tiêu dùng là để cho con người dùng, mà nếu không có người nữ thì lấy con người đâu để mà dùng, hiểu không? Nên tất cả công ty xí nghiệp đối với tặng quà cho phái nữ là phải nhiều hơn phái nam. Vì sao? Vì người nữ họ sản xuất ra con người. Mấy ông cứ nghĩ đi, họ sản xuất ra con người mấy ông ơi, chứ không có chuyện giỡn đâu nghe. Bây giờ mấy ông có giỏi cỡ nào mà không có mấy bà lấy đâu để sản xuất ra con người, hiểu không? Rồi mấy bà phải chịu khó mang nặng 9 tháng 10 ngày, rồi đẻ cực kỳ đau khổ mà ra những đứa con, rồi mấy bà nuôi mấy đứa con lớn khôn. Rồi người phụ nữ là người dạy con nhiều nhất, vì đàn ông mình thường đi làm. Nên mỗi năm lễ lộc mình phải thường cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ, mình cảm ơn người ta không có hàng đâu, đừng có sợ. Mình cảm ơn người ta là đúng, rồi tự người ta sẽ thương mình và cảm ơn mình. Nhớ kỹ, thật sự mà nói mình thương người ta, mình ưu ái cho người ta thương mình liền gì? Vì người ta không thương mình, lấy đâu để có người ưu ái người ta? Trời ơi, mấy ông thấy không? Nó đừng có nên ganh tị với người ta. Mình là đàn ông luôn luôn mình để cho phái nữ đi trước. Đi trước cái gì? Đi trước là quà cáp, hay là những cái sự mà trang điểm, trang sức đồ,
hay là lâu lâu mà mua quà đồ cho vợ đồ này kia là cho họ đi trước cái mạng đó hết. Mình cứ ưu ái cho họ thì 100% họ ưu ái mình. Nghe không? Tại mình biết dạy vợ. Mình nói em nè, em cái gì cũng được ưu ái, nhưng em phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu không có anh ưu ái em thì làm sao em được ưu ái, nên em phải thật sự ưu ái anh. Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình nhận thức được vậy thì thật sự gia đình mình hạnh phúc lắm quý vị. Hạnh phúc. Mang nặng đẻ đau cực khổ rồi lam lũ lao nhà, dọn dẹp nhà, nuôi con đủ chuyện. Mình chỉ có món quà nho nhỏ cho thôi là cười hú hí. Hoặc cho chiếc nhẫn gì lạ lạ mới mới mua cái đồng hồ cho thôi, đi phe bạn bè tùm lum. Chỉ có bao nhiêu vậy thôi mà đã là hy sinh từ khi còn trẻ cho đến khi tuổi già mà làm ô xin cho mình trong nhà còn gì nữa trời. Hiểu không? Ngồi suy nghĩ kỹ đi, lau nhà, dọn dẹp nhà, làm đủ chuyện hết trơn. Rồi lam lũ cực khổ đi làm là đi làm kiếm tiền cũng đem về đi cùng chúng ta. Đó, thôi bây giờ chúng ta cứ nói vậy đi. Để cho cảm giác người nữ trong tâm trạng họ sẽ cảm thấy rất là thích. Mình là người đàn ông mà cái tư tưởng mình nó mạnh mẽ thì bản thân của mình cái gì cũng có sự gánh vác. Nên ưu ái cho người ta vậy thì bản thân người ta cảm thấy rằng đó là điểm nương tựa, cảm thấy đó là quá bình an. Nương tựa mà. Nên tại sao người phụ nữ họ tôn trọng người đàn ông trượng phu dữ gì? Họ tôn trọng, họ có thể bỏ mạng vì người đàn ông trượng phu. Đó, thấy chưa? Mình chỉ cần trượng phu đừng tính toán với họ, họ sẽ đem thân mạng họ bỏ ngay chỗ mình. Chắc chắn luôn. Và người phụ nữ không bao giờ họ bỏ chồng là một người đàn ông trượng phu. Người đàn ông chu đáo, người đàn ông quan tâm, người đàn ông có một cái góc độ nhận thức sâu sắc, có những lời nói rõ ràng, dù thương yêu chiều chuộng nhưng có những lúc nói ra một hai câu là có thể đủ trọng tâm để thu phục. Thấy không? Là được rồi. Còn nếu như mình lo, mình thương yêu, mình yêu thương nhưng mà mình lại bị mù quáng, mình bị lép hơn người ta là ngay chỗ là mình thương yêu người ta mà bị người ta đè đầu cỡ cổ, mà mình yêu thương vì cái sắc đẹp, bản thân mình không biết nói chuyện gì, thì cái đó là tại bản thân mình, đàn ông mình dở mình chịu. Cứ nghĩ vậy đi. Đó. Nên mong rằng là những đoạn chia sẻ gì nè quý vị nó gần gũi, rồi mình nghe rồi tự nhiên mình áp dụng được lợi ích. Quý vị ơi, quý vị đi về chùa mình nghe gì rồi quý vị thấy hồi nãy giờ bao nhiêu nụ cười rồi, quá nhiều nụ cười. Mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà cười nhiều gì thì nó bổ biết bao nhiêu mà nói. Quá bổ luôn đúng không? Nó có một cái đòn. Bữa nay người ta lỡ đây người ta cúng mấy cái cơm nha. Cơm cháy mà người ta làm cũng ngon. Cơm sấy trà bông chai. Là nguyên bịch gì luôn hả? Nguyên bịch luôn nè. Là người được bịch bự luôn chứ không phải bịch nhỏ tí này đâu. Người bịch bự vậy nè quý vị. Mà 5.000 bịch. 5.000 bịch. Thấy không? Thì bây giờ cứ tặng cho Phật tử hết đi. Rồi chừa lại cho chắc chắn là dư 5.000 bịch sau hết. Thì chừa lại những đức tặng cho hai đạo tràng cho các cụ đồ. Kệ bà đi, bà ngồi lâu lâu bà lấy ra bà ăn bà chơi một chút. Cái gì cho là cho, cái gì không cho là không cho. Nhận đức là vậy đó, ngộ lắm. Thấy không? Không, thay hôm nay là nhiều quà nghe. Ủa còn cái này đen thui là gì nữa? Cơm sấy và bông chai. Sau này đen thui à? Nguyên bịch luôn. Cũng nhiều ghê quý vị ơi. Công biển hả? Làm với công biển. Thật sự quý vị là những đức nói rõ ra là những đức ít có ăn món này món kia nên những đức không có biết. Những đức chỉ có ăn cơm hoài vậy đó, không biết ăn gì thêm nữa chừng á, nên nhìn không có biết. Quý vị biết không,
Nhận Đức là dùng cái cần cổ nói chuyện với quý vị mà đến cái mức mà Nhận Đức không muốn ăn bất cứ một cái gì vì sợ cần cổ bị khan tiếng luôn á. Đến cái mức vậy luôn. Không dám uống nước ngọt, không dám ăn một cái gì, sợ bị ảnh hưởng cần cổ mà nói chuyện với quý vị không được luôn á. Sợ đến mức vậy đó. Chỉ có ăn cơm không á. Nghĩ đi. Người ta đưa nước, nước gì cũng có khi con không dám uống. Sợ bị mắc giọng, mắc tiếng. Không nói chuyện với quý vị được, buồn lắm. Không, quý vị không nói chuyện buồn nữa. Quý vị thấy không, quý vị thấy là mình làm như cái duyên như Đức sanh ra đời là nói chuyện đó quý vị. Anh sanh ra đời nói chuyện. Nên hồi xưa má Nhận Đức bà còn sống á, bà từng đánh Nhận Đức cái tặc hồi lúc còn nhỏ. Là 6 tuổi rồi mà Nhận Đức vẫn là thích bú vú da. Má Nhận Đức là bà tán vô miệng bóp bóp, bà nói là mày cái mỏ nhọn quét tối ngày, mày chạy vòng vòng rồi mày chạy về, mày làm kỳ cục mà sửa nó mày bú. Mày nhủi đại vậy đó. Thì ra là sau này nói chuyện nhiều. Thì ra là vậy đó quý vị ơi. Nên á, bởi vì mấy đứa con mà sinh ra đó, sau này mà mỏ nhọn nhọn là chắc chắn mấy đứa nó nói chuyện hay, chuyện nhiều, chuyện hay đó quý vị ơi. Nên quý vị biết rằng không, có những câu chuyện mình nói bất chợt nó vui quý vị ơi. Nghe không? Nó rất là vui. Không thấy chùa mình giờ á, Phật tử về càng ngày càng rất là đông, mà nó càng ngày thì cái những buổi chia sẻ Phật pháp mình nó càng ngày nó càng vui quý vị. Đúng không quý vị? Càng vui. Rồi á, thật sự mà nói những đức mà ai mà đem lợi gì mà tặng cho quý vị á, là những đức thích. Thích đó quý vị. Thích tặng. Hôm nay là dầu đồ. Rồi dầu gió, dầu gì. Hết trời luôn. Thuốc nhỏ mắt nữa. Rồi mấy tấm lịch nữa. Không. Mà lịch này chỉ có 1,600 tấm mà nghe. Chắc không đủ á. Tại vì người ta gỡ nhiêu như Đức tặng nhiêu chứ biết sao giờ quý vị. Từ đây tới Tết mà Nhận Đức mà đủ duyên á, Nhận Đức làm tấm lịch gì nè, mà hình của Nhận Đức. Tại vì bây giờ đây biết Nhận Đức nhiều quá. Này là nói đủ duyên đó, chưa có hứa nha. Tại vì mình làm cái này thì nó cả vấn đề là cái chuyện như hình ảnh thì dễ rồi. Nhưng mà những cái câu mà mình phải chích lục thì sao, viết thì sao, những cái câu để nó giống mẫu gì nè. Để quý vị ví dụ như ngay cái chỗ cái bàn làm việc hay là gì đó cũng là lịch, mà lại có những câu nhắc nhở quý vị luôn. Mình làm chừng 10,000 tấm lịch vậy đó. Thì cái gì dịp Tết mình tặng cái bữa cuối năm. Quá ý nghĩa luôn. Cái này mà cho nếu mà quyết định làm trong vòng một ngày một là ra cái mô hình của tấm lịch luôn. Trong vòng một ngày nếu quyết định. Nếu quyết định làm là một ngày nhỉ. Là sao? Là gỡ cho công ty làm luôn á. Tại hình ảnh thì dễ rồi. Bạch là sao? Cái gì đâu có. Bao nhiêu mấy cái tấm hình mà cấp dưới Quan Âm á. Mấy vừa tấm hình trời đẹp lắm. Mình chụp tấm hình những đức phía trước á, cái phía sau là một vàng người đang lại rồi ha. Rồi mình viết được vài câu văn vô, vài câu vô. Thì có 12 tấm ăn thua gì? Thấy không? Nó đòi hỏi cái chỗ này họ làm cho mình 20,000 tấm đi. Ta làm 20,000 luôn cho nó thoải mái. Thấy không? Xịn sò luôn. Thấy không? Tết năm nay á, thấy không? Cái cộng tu đầu năm là mùng 2 Tết. Biết gì sao không?
Nếu mà không cộng tu mùng 2 Tết thì nó qua mùng 9 Tết. Nó lọt vào mùng 9 đó quý vị. Nghe không? Nên chúng ta cộng tu mùng 2 Tết thì chúng ta không lấy ngày Chủ nhật cộng tu, mà chúng ta lấy tiếp tục cái ngày trong từ mùng 7 đổ lại, chúng ta cộng tu nữa. Dịp Tết, nắm bắt dịp Tết người ta được nghỉ quý vị. Mình làm việc cho người ta để cho người ta được nghe pháp, được người ta về chùa, người ta được tu trong dịp Tết. Ý nghĩa quý vị. Hay hơn. Nên quý vị thấy cái đầu như thế, tối ngày suy nghĩ cái chuyện mà mình làm việc cho chúng sanh thôi. Cứ tối ngày cứ suy nghĩ vậy thôi đó. Niệm Phật vậy thôi à. Nó còn hôm nay gạo. Gạo là mấy ngàn phần để phía sau. Mà chương trình phát gạo bữa nay, không? Tặng gạo. Cái này là lọc chùa nghe vị. Tuy là nó không có bao nhiêu đâu, nhưng mà cái lọc trong chùa chưa, không đơn giản đâu. Nên á, một cái tặng chiến này là gì nè, thí dụ như một chút khi phóng sanh cúng nếu thực á, chúng ta ngồi yên gì hết thì tại vì đông quá, bây giờ ở đây bây giờ chúng ta bữa nay rất là đông, nên á, chúng ta chỉ cần quay ra phía trước thôi, rồi những đứa phóng sanh cúng nếu thực xong rồi mình tặng bịch gạo xong là mình đi ra luôn, đi ăn cơm luôn, nó tiện hơn là dòng do tam quốc, hiểu không quý vị? Nó vậy nó rất là hay hơn đó. Thì phía sau còn khoảng cỡ 3.000 phần gạo, gần 3.000 phần gạo phía sau. Còn một số người mà những đức tặng hôm qua để bớt đi số lượng thì ai có rồi thì thôi, nghe không? Rồi xong thôi. Đó. Nên bất cứ chương trình gì mình cũng sắp xếp một chút khi mà tặng cơm này nè, tặng cơm sấy này nè, thì nhờ một số các cô như chị Thư Chi đồ nè, rồi Diệu Sưng Đòn mấy cô đồ số đứng lên cái đầu một chút đó nghe, xong cái đầu đem vô đây mấy cô đi phát trực diện luôn tại chỗ, còn gạo thì mới cuối cùng, thấy không? Nó thì tặng đồ nhiều quá, dầu đồ này kia, thấy không? Số các chú đứng lên một chút đó nghe, đừng đứng giờ. Dầu đồ nghe, dầu đồ lịch đồ, một số các chú nữa đi phát luôn, không kệ ngồi im gì tặng nó hay quý vị ơi. Còn gạo thì cuối cùng nghe không? Gạo thì cuối cùng. Không bị đi về chùa mình quý vị thấy giống như gia đình mình quá quý vị, nghe không? Không, cuộc đời nhà Đức mình, cái duyên mình đi đến cái cuộc đời này, tự nhiên mình thấy sống những khoảng thời gian trong cái quán trọ này cũng cảm thấy vui ghê. Thấy không? Một ngày nào ra đi chắc cũng buồn lắm ấy quý vị. Nhưng mà về cực lạc mà buồn cái gì chợ. Cực lạc gặp nhau. Thấy không? Nên ai đến với cuộc đời này, cái tiệc vui nào mà không tàn quý vị ơi. Hiểu không? Nhưng mà làm sao mà cái tiệc của mình được ngồi chung nó hạnh phúc. Thấy không? Khi nó tàn nó có hậu. Nhớ nghe. Trong cái cõi đời này quý vị ơi, nó vô thường bất chợt. Chúng ta đến rồi chúng ta đi. Hãy làm nhiều việc trong cuộc đời đi. Xong hết rồi mình đi cho nó thoải mái. Đúng không? Cái gì cũng nên làm hết đi. Làm nhiều việc làm xong hết đi là mô hình. Thì sau này để cho người khác ta làm, chứ không làm hoài xấu trận. Để cho người sau làm cho người ta giỏi. Xong vỗ tay. Nên nè. Rồi cái phái đoàn mà tặng mấy cái này nè, họ cũng cúng dường 49 cái quan tài. Chùa mình mà cúng dường quan tài là mình tiếp nhận à. Mà quan tài người ta đưa tiền những đức mua. Nghe không? Tại vì cũng có những người ta hùng vô, nên mình nói vậy, cái người trưởng đoàn người ta đưa tiền cái tự nhiên cái người ta cũng dễ nói chuyện với người khác quý vị. Không có những cái cũng tội nghiệp người ta. Thật sự quý vị biết những đức á, ở đây mà có những Phật tử người ta gửi tiền cho người cầm tiền đi đưa,
Người ta đưa tiền nhân đức, người ta kêu thầy cầm con chụp hình cái. Tại vì sao? Vì cũng tội nghiệp người ta quý vị à. Sợ người khác có người khác có nghĩ người ta có đưa hay không. Mà mình phải nghĩ cái điều đó cho người ta đó quý vị ơi. Còn bản thân mình thì thôi phi đi. Bản thân mình thì làm việc cho chúng sanh đi quý vị. Hỏi suy nghĩ đi. Thấy không? Chứ đâu có gì đâu. Chứ đâu phải mình nghĩ rằng bây giờ ủa bộ cô không tin thầy sao? Không phải lý do đó. Mà còn nhiều trung gian nữa. Nó rất là nhiều đồng tiền người ta để vào. Rồi bây giờ phải rõ ràng. Nên đó là cái mình thông cảm cho những con người người ta đi làm việc này. Nên nó được mình, được người. Được người, được mình. Bên nào cũng được. Chứ được mình mà hại người nó phiền lắm quý vị. Không có nên đó. Nên mỗi một người mình á, quý vị biết á, chúng ta còn mang cái thân này, cuộc đời này là còn mang cái khổ dữ lắm. Quý vị thấy không, có cái thời cuộc không, dịch bệnh rồi bệnh đau rồi cảm sốt ho hen, đủ loại bệnh trong cuộc đời xảy ra. Vì sao? Vì lòng người bây giờ nhiều cái sai quá, nên bây giờ bệnh nó cũng càng ngày càng nhiều. Mà đã là mang thân này thì còn nhiều, quá nhiều cái bệnh. Thôi bây giờ chúng ta cố gắng á, dùng cái tâm vui vẻ để khắc phục cái bệnh của thân mới bị. Hiểu không? Chỉ có về thế giới cực lạc, nhớ kỹ, chỉ có về thế giới cực lạc mới hết khổ. Chỉ có về thế giới cực lạc mới hết khổ. Còn mang thân ở cõi đời này là còn khổ nghe. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói một câu mà Ngài nhìn thấu rõ ràng hết chứ. Ngài nói này các con hãy chịu khó, chịu khổ một đời ngắn ngủi. Thấy chưa? Chịu khó, chịu khổ một đời ngắn ngủi. Có nhiều bà cụ già nè, cuộc đời bà đi qua già đó, chịu khó, chịu khổ, qua rồi, một đời ngắn ngủi. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài còn nói thêm một câu là chịu khó, chịu khổ, chân thật niệm Phật, khó khổ một đời ngắn ngủi. Khi thọ mạng đến, Phật A Di Đà tiếp dẫn các con về cực lạc, chấm dứt khổ đau. Thấy không? Bao nhiêu cái khó, bao nhiêu cái khổ, người nói này, người nói kia, người nói nọ, người thương, người ghét, đủ chuyện trong cuộc đời. Thấy không? Cái lỗ mũi mình cao gì mà nó nói lỗ mũi mình xẹp. Hiểu không? Ví dụ đủ thứ chuyện, cái góc độ nhìn khác nhau. Nó góc độ nhìn khác nhau là tính vào định luật nhân quả. Hiểu không? Người ta cao, người ta đẹp vậy mà nó nói cao ngồng, nhìn như con nhồng. Quý vị coi á, nó nên con người ta là nhất định giữa cái nghiệp duyên giữa mình với họ, họ phải tìm cái gì đó không vừa bụng. Nên mới nói là chịu khó, chịu khổ, rồi giận hờn nhau để trong tâm, hận thù nhau. Có những cái hận thù mà nó nói dù tao đỏ tao cũng hận mày. Nó ghê chưa? Những cái nghiệp duyên mà giờ đang đi theo mình, nó nói ông giảng thì ông giảng gì đó, nhưng mà tôi phải đòi nợ nó. Nó phá thai, nó giết tôi phải báo thù. Tôi báo thù rửa hạn nó. Nên nó bản thân mình nếu không nỗ lực tu, làm sao mình vượt qua được cái sự báo thù đó. Đúng không? Nên mình tính nguyện niệm Phật nên mình mới vượt qua sự báo thù. Vì khi người ta đã tính nguyện niệm Phật mà cảm với bổn nguyện của Phật thì có Phật gia hộ cho người ta, thằng hộ Pháp gia hộ cho người ta. Tại vì người này là người niệm Phật chứ gì cực lạc, thì làm sao lỡ báo thù được. Nên ai mà ngồi trong đây hay người nghe qua công đoạn này, nếu bị ung thư, dưỡng tâm. Dưỡng tâm đi quý vị. Đừng có vừa bị ung thư một cái là tự nhiên lo. Lo rằng là mình chết rồi vợ chồng hay con mình sao. Quý vị ơi, chúng ta đã lo quá nhiều rồi, giờ tới khi mình bệnh đau không ai hỗ trợ mình, mà bắt mình bây giờ phải bận tâm khi mình chết họ làm sao. Để mình đi đọa lạc rồi ai giúp mình. Bản thân chúng ta bây giờ đã bệnh rồi thì phải dưỡng cái tâm. Tại vì sao? Vì mình bệnh người nhà cũng lo. Nếu như mình càng lo cho họ, mình càng bệnh thì người nhà càng lo. Hai bên lo buồn và kết lại với nhau thành một gia đình suy sụp và tan nát. Phải không?
Nên cái người bệnh đau á, mà muốn gia đình vẫn tốt bình thường là quý vị khi bệnh đau, nếu như bị ung thư bệnh này bệnh kia, quý vị đừng nên nói cho người nhà quý vị không biết tu nghe. Đó là tốt nhất luôn. Gọi bị sống bình thường như vậy luôn, bị nghe lời nó bị cứ sống bình thường đi. Hay nói một bú gì bị cứ sống bình thường với bú đi. Cứ sống bình thường đi. À, rồi chân thật mà niệm Phật đi. Nếu người ta sống với mình cả đời thì cũng được, nếu mà sống một ngày nào người ta ra đi thì cũng được. Kể người ta. Ung thư cũng chưa đến nỗi là chết, nhưng buồn lo mà chết. Buồn lo mà chết. Ngồi mà suy nghĩ thiệt là kỹ đi quý vị. Khi mình bị ung thư mình chưa có buồn, nhưng khi đi khám bệnh mà bác sĩ nói mình bị ung thư thì từ đó mình mới buồn. Đúng không? Sao chúng ta không lấy cái lúc mà chúng ta chưa đi khám bệnh để sống, mà lấy cái lúc nghe bệnh sống? Đúng không? Nên lúc chúng ta chưa có chồng chúng ta vẫn là vui mà. Lúc chưa có chồng vẫn là sống vui mà quý vị. Sau này có chồng cũng vui. Khi chồng bỏ lại buồn. Tại sao chúng ta không lấy cái lúc chưa có chồng để sống? Đúng quý vị. Đây không phải như Đức kêu bị bỏ chồng, mà là quý vị lúc chưa có chồng cũng vui. Khi quý vị có duyên có chồng quý vị cũng sống vui. Nhưng lỡ chồng không thương, chồng bỏ mình, thì mình hãy nghĩ ngày xưa chưa có chồng mình cũng vui, hãy lấy cái đó mà sống. Nếu mà hiểu thì nó càng vui hơn. Tại vì khi chưa có chồng vui, nhưng nó nghĩ chồng như thế nào. Nhưng mà đi một khoảng thời gian mình mới biết chồng là như vậy, thì chồng bỏ rồi mình nói thì ra là như vậy. Bây giờ tao sống của cái chưa có chồng còn đạt hơn ngày xưa khi chưa có chồng. Hiểu không? Quá đặc biệt rồi. Nó rồi xong chồng để là một hai đứa con, nó bỏ nó đi rồi. Cái này lỡ gặp trường hợp đó, lỡ thì bị nói rằng ngày xưa chưa có chồng, chưa biết gì về chồng, bây giờ có chồng, biết chồng, và cuối cùng lại có lờ thêm hai đứa. Bây giờ chồng đi rồi thì chúng ta không còn nợ chồng, mà một khoảng thời gian sống với chồng lờ được hai đứa. Mình nói lờ đi. Mình nói lờ mình sẽ vui hơn là mình nói để gánh nặng cho mình. Mình nói lờ là mình lờ được hai đứa, ba đứa gì đó. Rồi chồng mình cũng biết luôn. Rồi được ba đứa là lờ. Thấy không? Rồi mình cố gắng làm đàng hoàng, dạy đàng hoàng, để mà mình xây dựng cho ba đứa, hai đứa, một đứa này, để trở thành một công dân tốt cho xã hội sau này. Đúng quý vị. Quá tuyệt. Nếu như quý vị lấy cái lối sống này sống thì tuyệt vời. Đổi lại các ông thì là như vậy. Đúng không? Ngày xưa chúng ta sống độc thân chưa có vợ, không biết vợ là sao. Nhưng khi chúng ta có vợ, chúng ta biết vợ là như thế. Thì bây giờ vợ thấy thằng khác đẹp quá, nó bỏ mình, nó đi lấy thằng khác. Mình nói bây giờ mình đã biết vợ rồi, mà vợ lại để cho mình một đứa con để nuôi, thì bản thân chúng ta sống trở lại là một con người độc thân, và chúng ta lờ được một đứa con. Trong cuộc đời mình đã thông tình đạt lý à. Vui buồn khổ cực nếm mùi biết hết, thì chúng ta có thể an phận yên tâm để sống những ngày tháng còn lại. Quá tuyệt. Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Đi học Phật lay rai, đến chùa mình tu lay rai. Có gì đâu sợ. Chứ chúng ta đừng có nên đi tìm hủ tiếu. Mệt lắm. Hủ tiếu mà có gì đâu. Ăn xong có khi còn bị chọt bụng.
hiểu quý vị. Nó nên từ nên nó thật sự mà nói nó chỉ là như vậy thôi, cuối cùng vẫn là như vậy thôi, vậy vẫn là vậy thôi. Hiểu không? Vậy vẫn là vậy thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà mình dính vô một cái là mai mốt nó cứ quậy hoài thì phiền phức không? Nó nên từ nơi đó chúng ta sống bình thản gì là quá tuyệt, khỏe re như bò kéo xe. Đó là nói những cái mà duyên đến mà duyên đi nghe. Còn đã ghép với nhau là vợ chồng nên hết sức là có trách nhiệm, vì mình đã làm cha làm mẹ. Đừng để cho con mình đi với cha mà không có mẹ, đi với mẹ mà không có cha. Đó là một cái việc mà nhiều đứa trẻ trở thành tệ nạn xã hội, vì các cháu buồn khi không có cha hoặc buồn khi không có mẹ. Chúng ta làm cha làm mẹ mà thiếu đi cái sự gánh vác và trách nhiệm, chỉ biết giận hờn nhau và đi đến chia tay, bỏ nhau mà không biết nghĩ gì con, cảnh giác của con. Chúng ta vai trò làm cha mẹ đó của chúng ta chưa có nhận thức được sâu sắc. Hiểu quý vị? Đó. Ví dụ như ngày xưa Nhân Đức ngoài đời, Nhân Đức muốn đi chơi ở đâu, Nhân Đức đi lãng hoạn tứ tung lang tan. Bây giờ quý vị coi, giờ nuôi bao nhiêu bà già, dù có cực khổ cỡ nào, dù đụng chuyện gì xảy ra, dù có bị la, bị gầy, bị đè đầu cỡ cổ cũng phải nuôi mấy bà già, chứ sao bỏ mấy bà. Từ khi là hết duyên, hết duyên với bà thôi. Chứ bây giờ mà mình bỏ cái bản lương tâm của mình cả đời sống thì sao? Quý vị coi, mình đâu phải là còn cá nhân mình nữa đâu. Con người vậy thì nó mới trưởng. Hiểu không? Chứ đâu phải là mình nói bây giờ mình thì thoải mái rồi, điều kiện phương tiện cái gì cũng được, ngon lành hết rồi. Bây giờ cực chi mà làm nhiều việc gì vậy? Nói vậy thì làm gì có tư tưởng, mà nói vậy thì quý vị cũng không kết thương. Thấy không? Quý vị mà chịu khó để ngồi nghe những đức giảng, mà quý vị mà quý mến những đức, mà thương yêu là cũng do những đức nhiệt tình. Bồi dưỡng cho người ta thương yêu cũng 10 năm nay khô hơn cạn tiếng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ tụm lum, người ta mới thương. Vậy mà chỉ cần làm một điều gì trong một buổi một ngày không phải thôi là người ta hoàn toàn trở mặt quay lưng. Chứ thì sao? Thật sự quý vị ơi, chúng ta xây nhà thì khó chứ chúng ta đập nhà thì mau lắm, đúng không? Cái khởi đầu chúng ta xây là một công trình lớn, chỉ có một cục gạch, nhưng mà hình thành được một ngôi nhà to khi đập căn nhà thì chút xíu xong. Nên cái tình thương mà mình gầy dựng cho bao nhiêu con người thương yêu mình, nó cũng cả một vấn đề nhiệt tình hết mình. Nhưng mà để mà phá vỡ cái tình thương đó thì dễ dàng. Nên chúng ta cũng đừng nên dội vàng đá đổ tình thương đó bằng một cái điều mà tùy tiện. Hiểu không? Mình làm sao á mà nó bồi tình thương thời gian 10 năm thì nó muốn đá đổ tình thương này nó cũng phải có thời gian ít gì 5 năm. Chứ làm gì mà trong một sớm một chiều mà quên đi. Hiểu không quý vị? Dễ dàng dữ cái chuyện. Sống với nhau mấy chục năm chờ mà nghe em bị ung thư thì tự nhiên anh lại đi mất tiêu. Chơi vậy kỳ quá quý vị. Thấy không? Hoặc là em sống với anh bao nhiêu năm chờ mà nghe anh bị bệnh gì em bỏ đi theo thằng khác, chơi xấu rồi chẳng xấu như con gấu, chơi gì không đẹp chút nào cho người ta, chơi cái này giang hồ cười chết. Thấy không sống sao cho thế gian người ta kính trọng chứ. Chơi vậy xấu lắm. Hiểu không? Mình đã chơi cái gì là mình phải có trách nhiệm. Hiểu không? Dám chơi thì dám chịu. Muốn chơi mà liệu mà chơi. Dám chơi thì dám chịu, mà đã chơi thì phải liệu mà chơi. Đủ sức mà chơi, chứ đừng có chơi tùy tiện.
rồi cuối cùng chạy trốn mất tiêu, chơi gì sâu lắm. Bây giờ quý vị quý mến tôi ngay chỗ nè, 2000 người mà thầy không trốn, đúng không? Dù khó khăn hay như thế nào, thầy vẫn đứng với mấy cụ, vẫn nhiệt tình lo cho các cô, các chú, các thầy. Người nào sống với những đức cũng không ốm ho gầy mòn, mà càng ngày càng sáng sủa ra. Cái việc đó quý vị thấy rõ ràng, đúng không? Nhưng mà quý vị đừng có đem cái việc này quý vị đi về nói với chồng quý vị. Có cái bà đó, bà nói mà cuối cùng bà nói thiệt mà thành sai. Bà về bà nói với chồng bà một câu, bà nói nè: Ông hãy học thầy. Bao nhiêu cụ già, bao nhiêu cô, bao nhiêu thầy, bao nhiêu chú mà thầy nuôi đàng hoàng, ai cũng vui. Chỉ có một mình tôi trong nhà mà ông nuôi tôi như thế nào. Thằng chồng nó vừa nghe nó tán ba một cái bóp rớt ghê ghê. Tức. Mà xong nó nói vậy nè: ngày mai tao đi tìm thầy Đức. Thôi, cái bà nói: ủa tìm thầy làm gì nè? Tao kiếm chuyện với ổng chứ tìm làm gì. Ghê không? Nó nói sai. Nó mình nói đây là mình nói nhau người tu. Còn chồng mình là sĩ diện của đàn ông, mình đi nói diện chi để làm tổn thương sĩ diện đàn ông. Ví dụ như đàn ông thì có những người có nhân duyên thì người ta làm được cái chuyện lớn, còn có những nhân duyên thì người ta làm một chuyện nhỏ người ta làm không được, tùy vào phước duyên. Mà mình làm tổn thương người ta là mình sai, hiểu không? À, ví dụ như chồng mình đã làm hết mình mà nó vẫn nghèo, mình nói rằng tờ anh ơi, em có trách anh chút nào chứ? Duyên nợ đến với anh là em hết lòng, còn anh với khả năng của anh, chứ em không có trách anh gì hết trơn á. Anh cũng đã hết lòng rồi mà tại phước duyên mình chỉ vậy thôi, anh cũng đừng có ngại gì chứ. Mình nói gì người đàn ông người ta càng cố gắng, đừng có trách hờn người ta hàng chí. Mình đừng có phân bì nghe, phụ nữ đừng có đi phân bì với đàn ông xung quanh nhà nghe chưa. Người ta chồng người ta thấy ham làm ăn nó giàu sang kiếm tiền gì, hôm qua mới mới thấy nó mua một cái cụm cho trò cho vợ, cái cụm cho chồng rồi nó lột, cái cụm cho vợ, mua cái đầm cái cụm cho vợ nó bận nhí nhảnh ngoài đường. Tôi theo ông chớ hề thấy có bộ đồ, chớ hề thấy quà cáp gì hết trơn. Tôi nói thiệt ông, sao ông thua cái thằng đó tới ghê, nó nhơm ôm nhách ông to con gì mà ông làm ăn không được cái gì. Thì nó nói tao làm ăn không được cái gì, mày suy nghĩ cho kỹ đi. Sao mày biết tao làm ăn không được cái gì? Nói vậy mình đớ luôn chứ đừng nói chuyện dẫn chơi, hiểu không? Mỗi người có cách làm ăn khác nhau, hiểu không? Người thì ta giỏi về kinh tế, nên mấy ông cũng vậy, mấy ông phải biết cái khả năng phát huy. Thí dụ như mình thì giỏi kinh tế, mình làm kinh tế. Mình giỏi việc nhà, mình làm việc nhà. Mình giỏi cái gì mình phát huy cái nấy. Có khi mình không có giỏi gì làm ăn, nhưng mà vợ lại giỏi kinh tế, thì vợ đi làm về kiếm tiền về, chúng ta ở nhà nuôi con. Mình làm trách nhiệm của mình với khả năng mình phát huy. Vợ hỏi ông sao đàn ông vậy mà ông không ngại. Cái gì đâu ngại em. Anh biết cái năng lực của anh làm chỗ nào thành công thì anh làm chỗ đó thôi. Vậy thôi, ngại gì. Dù em có đi kinh tế cỡ nào đi chăng thì anh biết gì anh nên làm cái gì thành công đi bù đắp cái việc kinh tế của em, đúng không? Rồi về miễn nhà cửa sạch sẽ đàng hoàng thì thôi, anh vẫn là đàn ông đàng hoàng mà. Bây giờ em cứ nghĩ đi, em nghe thầy giảng hả? Thầy giảng nói mỗi người có duyên khác nhau. Bây giờ anh mà đi làm kinh tế nó thất nghiệp, hoặc là nó làm ăn quá đạt được gì chứ nghe, nên anh ở nhà anh coi gia đình cho nó đàng hoàng thôi. Nó gứa con đi học đồ này kia, đưa con đi học, gứa con đi học vậy thôi, rồi về ngồi nghe thầy giảng niệm Phật vậy đó. Em cứ đi là làm ăn đem tiền về đây được không? À, mình là đàn ông mình đừng có mắc cỡ. Mình mắc cỡ là tự nhiên bản thân mình thất bại liền à.
Mấy thằng đàn ông chồm sớm nói mày công nhận nghe, thấy mày biết mắc cỡ. Không có gì mắc cỡ chứ anh. Vợ tôi nó giỏi. Vợ tôi giỏi mà tôi cũng giỏi nữa, ai chịu nổi với gia đình tôi. Gia đình tôi biết tu, chỉ cần một người làm là đủ ăn rồi, tôi không cần thừa quá. Nên tôi ở nhà tôi coi nhà cho vợ tôi đi làm. Được không? Vợ tôi nó yên tâm khi tôi ở nhà coi nhà. Vợ tôi làm ăn đi làm xong đi về nhà đàng hoàng, nhà tôi sạch sẽ, con tôi sạch sẽ đàng hoàng. Tôi làm cái chuyện của vợ tôi được. Một ngày nào tôi đi làm ăn thì vợ tôi ở nhà. Hai vợ chồng tôi biết đủ thường vui được không? Có gì đâu mắc cỡ. Mày đàn ông mà xài tiền của vợ thì vợ tao làm cái tiền tao xài chứ gì đâu mắc cỡ mày. Mình mà người nói chuyện vậy thì trời, ta chịu thua với mình. Đúng không? Nó nên cái cuộc sống này quý vị ơi, ba buổi cơm thật sự mà nói á, nó cũng không có gì khó. Nhưng mà nó khổ chúng ta cứ là tích chữ ba buổi cơm. Nó khổ ngay cái chỗ tích chữ ba buổi cơm. Chứ thật sự thì ba buổi cơm thì ngày nào cũng có thôi. Tới hết một năm thì cũng đều có ba buổi cơm. Đúng không? Nên gia đình sống sao mà vợ chồng có những thời gian nhiều chút được ngồi bên nhau. Cái hạnh phúc đó nó giúp cho gia đình thịnh vượng. Vì đâu có đi chơi, đâu xài tiền. Còn cái kiểu này nó không hạnh phúc, nó xài tiền tùy tiện. Làm cực quá, nạnh chồng xài, nạnh vợ xài, hết tiền. Nên đi về chùa này không xài tiền bao nhiêu. Không xài tiền bao nhiêu đâu. Thế vậy lại chùa tiền xe tới cái gì đâu sợ. Giỏi lắm phóng sanh vài chục ngàn hay trăm ngàn gì thôi. Ví dụ tùy viết. Còn thí dụ như mà không cúng gì chứ, mình lại chùa mình tu cũng được, có gì đâu. Mày thấy đơn giản không? Quá đơn giản. Đơn giản như là đang giỡn luôn. Đó. Một buổi chia sẻ Phật pháp thôi, nó bao nhiêu tư tưởng nằm bên trong. Rồi nó quy về niệm Phật giảng sanh. Đúng không? Dòng do tâm quốc rồi quy về niệm Phật giảng sanh. Nếu mà không niệm Phật giảng sanh vậy thì tất cả cái việc làm cuộc sống của chúng ta trong cái cuộc đời này cuối cùng đổ về đâu? Tiêu rồi. Đúng không? Đổ vô tam đồ ác đạo luôn chứ vẫn chơi. Đúng không? Nên chúng ta phải quy về cái gốc, đó là niệm Phật giảng sanh. Cái niệm Phật giảng sanh là cái quan trọng. Ngồi bình tĩnh suy nghĩ lam lũ cực khổ kiếm tiền vật chất rồi nuôi con rồi đủ chuyện sự nghiệp cho con, rồi cuối cùng mình nghĩ là thế giới cực lạc là một quốc độ đãi ngộ sao để chúng ta di dân đến thế giới cực lạc. Vì vợ chồng chúng ta bây giờ thương yêu nhiều cỡ nào nhiều, một ngày nào cũng xa nhau, rồi mình với con mình cũng xa nhau, tại sao mình không chọn cái chỗ đến để mà vợ chồng con ở bên nhau mãi mãi? Vì thế giới này thọ mạng ngắn ngủi, thế giới cực lạc thọ mạng vô lượng. Chúng ta chọn một quốc độ đi về á, quý vị thấy không? Cái đặc biệt là mình chọn chỗ đi về và suy nghĩ ở nơi đây hạnh phúc và vui được bao nhiêu. Ở cực lạc đa phần là vui, vì chúng ta chọn cực lạc mà gì á. Đúng không? Đây mới là chỗ tuyệt nè. Nó dù là gụng tay gụng chân, cục tay cục chân, mù gì đi chăng nữa cũng cứ niệm Phật đi. Khiếm thị hôm qua mà thấy, mà hôm kia mà thấy mà mù mà còn hai cái tay cục, hai cái chân quẹo, thê thảm chưa. Người vậy đó mà niệm Phật, Phật cũng rước về cực lạc đó. Không giỡn đâu nghe. Nên cái pháp môn tịnh độ và câu Phật hiệu này nó thu thắng lắm. Mình đi đến đây mà mình được nghe cái người này khuyên mình niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà mỗi ngày đều khuyên mình niệm Phật cầu sanh cực lạc, và cái việc làm người ta làm rõ ràng cho mình thấy luôn. Công đức niệm Phật vạn đức hồng, danh thù thắng, làm việc gì cũng được, thành công là niệm niệm vì người, mà cuộc đời người ta cũng đâu có thiếu. Thấy chưa? Thấy rõ không?
Phật dạy càng bố thí càng nhiều, thiết pháp thông minh trí tuệ, ăn chay phóng sanh sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. Việc này gieo nhân thì gặt quả, muốn quả mà không gieo nhân sao có, đúng chưa? Nó nên gia đạo mình bao nhiêu đời nghèo, bao nhiêu đời chết yểu, bao nhiêu đời mà cứ mấy đời mà dòng họ không bao giờ hạnh phúc. Bây giờ chúng ta lặp lại đi, lặp lại từ đời mình nè, lập trình từ đời mình. Lập trình từ đâu? Bản thân mình nghe đạo, bản thân mình áp dụng, bản thân mình hành trì, bản thân mình chuyển hóa. Làm đi quý vị, chắc chắn quý vị là có kết quả cực kỳ lớn luôn. Quý vị biết một bài giảng gì, làm gì Phật Bồ Tát không gia hộ cho mình, không phóng quang nhiếp thọ quý vị. Không phóng quang nhiếp thọ mà giảng được gì hả? Vì lên bị giảng tôi coi mà cái tâm nó hừng hực hừng hực hừng hực, mà lửa bay dù dù xuống tụi nó. Lửa bay xẹt 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 luôn. Vì coi nhìn xuống đa phần ai cũng con mắt. Không? Chân thì ngồi đau một chút, nhưng ví dụ lỡ có đau ai đau, mình nói với cái chân ngồi đi con, gán con, thấy không? Nên từ nơi đó nghe gì để thúc đẩy tinh thần. Và mỗi lần nghe là giống như Phật phóng quang, mà quang gia trái chủ của mình được hưởng từ quang, thấy không? Phật phóng quang, quang gia trái chủ hưởng từ quang. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cái từ quang này mà quang gia trái chủ mà cảm được thì nó bớt đi cái tâm sân hận và báo thù và đòi nợ. Không? Rồi một chút ra cũng đi thực, niệm Phật ào ào lên, Phật phóng quang. Những hương linh nào nghe khi cúng đi thực nghe, đừng có tranh giành đồ ăn, niệm Phật theo đi cầu sanh cực lạc. Lúc đó bao nhiêu con người đang niệm Phật tiếp lực, không? Nghĩa là gì? Bao nhiêu người đang niệm Phật là tiếp lực cho hương linh. Hương linh được tiếp lực rồi, hương linh nương vào cái sự tiếp lực mà niệm lên câu Phật hiệu. Khi niệm lên câu Phật hiệu rồi thì Phật quang phóng xuống, thì tức khắc tiếp dẫn hương linh về cực lạc. Nghe không? Và tiếp dẫn hương linh về cực lạc là hương linh ở trong hoa sen. Hương linh ở trong hoa sen thì hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Lúc đó là các vị Bồ Tát là bạn lữ. Quá tuyệt vời. Chấm dứt khổ đau luôn. Thấy không? Ở đây là mấy miếng món đồ ăn này dành giật làm gì cho nó mệt. Còn ai thích ở đây dùng thì dùng đi. Còn mình niệm Phật liền hương linh. Nó, khi đại chúng người ta niệm niệm theo ào 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 ào, ào, ào lên. Nó, vậy thì tất khắc có kết quả liền. Còn những người mà trong bụng ai mà có quan gia trong bụng đồ, ung thư đồ nghe một nhọt đồ đó nghe, hay là trong virus mà làm ho hen đó, số mũi rồi đó, bay ra con. Thấy không? Bay ra. Để làm chi? Để ở trong chùa niệm Phật hoặc một chút, Phật phóng quang tiếp các con về cực lạc. Thấy không? Nếu như mà mình đi về chùa mà buồn thì về chi cho nó mệt thêm nữa. Đúng quý vị. Ở nhà mình ngủ giấc nó còn ngon. Đi về đây mà vừa tốn tiền xe, mà vừa bị ngồi đau chân mà còn buồn nữa, trời ơi thật. Buồn rồi buồn ngủ mà không được ngủ. Thôi khỏi về luôn. Nên nếu chúng ta vui thì chúng ta mới về đây. Đúng quý vị. Mấy vị về đây thấy vui quý vị. Vậy thì về là phải rồi. Đúng không? Mình vừa nghe pháp, mình cởi mở tâm tư, mình vừa buông những cái buồn giận hận trách ra, rồi mình lại có phương pháp giải thoát. Rồi nhờ nghe pháp mà giúp cho gia đạo của mình sống bình yên. Rồi thêm một cái nữa là gia đình, vợ chồng hạnh phúc, dạy con đàng hoàng. Nghĩa là rất nhiều yếu tố mà chúng ta phải về đây để mà mình tu tập mỗi tuần chủ nhật thứ bảy.
Đây là cái quan trọng. Nên khi mình đi đến ngôi chùa nào mình tu, mà mình thấy mình nghe pháp, mình cởi mở tâm tư, mình được hướng dẫn, mình được dạy. Như trước khi những đức qua chia sẻ Phật pháp có công đoạn ngắn, những đức hướng dẫn rất nhiều thứ, mà nó chút những việc cuộc sống đơn giản, quý vị nghe đó là thấy là được dạy rồi đó. Đó. Tại sao mà chùa mình mà đông người mà xong rồi nó gọn hơn? Tại vì sao? Vì mỗi một con người ta được dạy nên người ta có một cái khả năng tự giác rất là cao. Tự giác cao độ. Nếu như mà bây giờ mà con người ta mà không được dạy, nghe quý vị, số lượng đông người nó quậy banh chành ngôi chùa. Giỡn đâu. Nhiều ngôi chùa mà đến quý vị biết có bao nhiêu người đâu mà họ vô họ bẻ cành hoa lá, họ bẻ trái cây, họ bưng đồ tứ tung lang thang đi, nó lọc. Tại vì không có được dạy, họ tưởng đâu là đem về nhà là lọc. Còn người ta được dạy là lấy tùy tiện lãng cấp. Lọc cái gì? Đúng không? Cái nào nhà chùa chính tay tặng cho mình là lọc, còn chính tay mình tự lấy là ăn cắp, đúng không? Ví dụ như giờ cái đống đồ để đó, những đức đứng đây ngồi đây, những đức nói quý vị lỡ lấy đi, quý vị lỡ nhận đem về đi nghe, cái lọc của chùa thì là lọc, thấy không? Nhưng mà mình ban vô mình xô nhau để mình giành thì không phải lọc nữa. Vì cái tâm đó nó chuyển biến thành là dứt dành ăn cắp. Nhớ nghe quý vị. Cái lọc là gì? Một cái tâm vui vẻ, hoan hỷ để đón nhận. Dù nó không có mà người ta có, mình cũng mừng giùm cho người ta. Thì đây là gọi là cái lọc duyên và lọc phước. Nhớ. Quý vị được hướng dẫn kỹ lưỡng đấy chưa? Vì hướng dẫn kỹ lưỡng đàng hoàng. Ví dụ như bây giờ trước cửa nhà chúng ta rác nó tùm lum, chúng ta lấy cái đồ xịt rác, chúng ta xịt rác ở ngoài đường, chơi làm gì đẹp không quý vị? Chơi xấu. Nhớ kỹ, nếu như mà mỗi một cái sân nhà ai cũng đều có rác, mà để mà mỗi một sân nhà có một chút đó mà quét gọn lại rồi bỏ vô cái bịch rác nhà mình đàng hoàng, vậy thì cái người hốt rác, cái người quét rác, người ta đỡ cực biết bao nhiêu nói. Mà mình chơi mình lấy cái đồ xịt rác, mình xịt rác đi ra ngoài xe ngoài đường để cho cái người quét đường người ta quét. Thôi ơi, mình chơi gì thì nó hơi không được đẹp chút nào. Quý vị ngồi suy nghĩ đúng không? Quý vị đang nghe là chỗ này nó quan trọng ghê chưa? Rồi thí dụ như bây giờ nhà mình thì rác, mình gom lại mình đem mình quăng qua nhà người ta chơi gì đẹp không? Ô chơi gì xấu. Chơi xấu quá. Còn mình ở chung cư nhà tầng, cầu thang thì chỉ một cầu thang để mà cùng đi, cầu thang công cộng. Mà đứa con mình để cho nó bò ra, nó chơi một bãi, nó tiểu một đống. Chơi vậy coi đẹp quý vị. Con mình là mình phải quản lý, chứ mình làm cho mà cầu thang công cộng, đường đi công cộng bị dơ là tội lỗi là do cha mẹ. Hiểu không? Rồi mình ở trên cao mà mình phơi đồ nước nhiễu xuống dưới cái sân thượng nhà người ta, hoặc là cửa nhà người ta, hoặc là trên đồ đạc của người ta, mình chơi gì đẹp không? Sâu lắm. Hiểu không? Đó. Thầy thấy cái nền giáo dục gần gũi chưa? Giáo dục này bây giờ nhà nước ta cũng đồng tình. À ông thầy nói đúng. Nói đúng chứ không phải là nói đụng. Hiểu không? Nói đúng. Tại vì sao? Cái sử dụng của mình mà để làm phiền người khác là sai. Nó thí dụ như bây giờ mình ăn trái chuối, xong mình ăn trái chuối xong mình liệng vỏ chuối ra ngoài đường, mình chơi cái này mới ác nè. Mình không có gọi là gián tiếp giết người ta, thấy không? Nó mình không có gián tiếp mình giết người ta mà mình cũng có tội đó.
Tại vì sao? Mình không có trực tiếp giết người ta mà mình có cái gián tiếp đó chứ không có giận đâu nha. Tại vì sao? Mình ăn trái chuối xong mình liền cái vỏ chuối, người ta chạy xe ngang, ông chạy xe đạp ngang, cán lên té cái ạch. Ông té đâu có bình thường, ông té xong ông quay cái đầu ra phía trước, xe chạy ngang cán cái đầu ổng. Quý vị thấy cái nhân tố ghê chưa? Là từ cái vỏ chuối mình liền mà ra. Nên mình chạy xe ngoài đường mình gặp cái cục đá nó nằm giữa đường, bản thân của chúng ta chạy xe tiện lợi chúng ta ngừng lại. Tiện lợi, nhà Đức nói câu tiện lợi nghe, chứ không phải đang chạy đường cao tốc như thắng nó quất bị te tua luôn, hiểu không? Nó nên mình tiện lợi, chạy xe gì loại gì tiện lợi, mình lại lụm cục đá. Mà bước ra lụm cục đá phải coi đàng hoàng, chứ đừng có nói tôi làm việc từ thiện tôi nhào ra đại xe nó cũng không có từ thiện quý vị đâu. Nó mình lụm cục đá mà đem mình liền vô trong. Nó, tại vì sao? Cái nhân tố hại người. Nó, còn thí dụ như trước nhà mình là một cái đường mà nó có ổ gà, lần nào người ta chạy ngang là sốc xịt 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 xịt, người ta muốn lộ mèo. Còn mấy bà có bầu là chạy ngang muốn đẻ luôn. Thì bản thân của chúng ta đêm hôm gì đó chúng ta đổ miếng bê tông, bỏ chút đỉnh tiền, chúng ta chán cái lỗ mà gọi là ổ gà đó lại, để cho bà con chạy xe qua lại nó được tiện lợi. Đó gọi là công đức, hiểu không? Công đức. Vì có khi cái ổ gà đó mà người ta chạy ngang, người ta không thấy đường, người ta chợt bánh xe, người ta té. Nói gì thấy không? Nên cái công đức làm đường lớn lắm. Nếu ai cũng có cái trách nhiệm như vậy thì thật sự mà nói khu dân cư chắc chắn gọi là sạch đẹp. Nó lành mạnh, nó phát triển. Rồi thí dụ như mình ở một cái ấp, ấp là nhỏ hay không, một cái ấp đó đi, mà nhà nào cũng khá, có một nhà nghèo quá mà nó làm ăn cực khổ, quá lam lũ cực khổ mà nghèo hoài. Tới Tết chúng ta mỗi một hộ gom lại chút để giúp cho cái gia đình nghèo để ăn Tết. Đó gọi là gì? Gia đình văn hóa đó quý vị. Ấp văn hóa, xã văn hóa, huyện văn hóa. Nó đi từng cấp lên và thành đất nước văn hóa. Chứ thì sao? Nếu như hỗ trợ nhau như vậy thì nâng nhau lên. Quý vị thấy có những đô thị mới không? Những đô thị mới nhà nào cũng giàu, là ta lựa những nhà giàu, hoặc là những nhà giàu lỡ nó mua những cái nhà cửa chung cư ở đô thị đó, có tiền nên nhà nào cũng giàu. Bây giờ nguyên một cái ấp của mình mà có cái nhà đó nó nghèo, cái nhà nhỏ xíu xíu à, nghèo mà nhà nào cũng giàu, tại sao chúng ta không giúp đỡ căn nhà đó, cho căn nhà đó như thế nào, phương tiện như thế nào, hay là một cái gom tiền lại làm sao để cắt cho căn nhà đó nó lên một chút, để cho cái ấp của mình trở thành một cái ấp đẹp, hiểu không? Nếu mà có tâm vậy tuyệt lắm đó quý vị, hiểu không? Nó đòi hỏi là cái ông mà làm trưởng ở đó đó, nếu ông trong cái thời gian mà làm mà ông nghĩ được vậy thì hay. Còn dưới quê thì ví dụ như mình thấy hai bên là hai bên giống như trước giữa là một con sông, hai bên là hai dãy nhà, nhưng mà con sông này nó đi rất là xa, nó mới có đường đi qua con sông bên kia. Mà chúng ta thấy có một cây cầu khỉ hoặc cây cầu gián mà nó cứ rung rinh, mấy người ta bị té bị gãy găng, thấy không? Mưa gió thì đi chợt đồ này kia nguy hiểm. Chúng ta nên đứng ra để kêu gọi, để gom tiền. Tất cả những người dân ở một cái ấp nhỏ đó tập trung lại, nêu lên sự việc đó, có người trưởng nêu lên là bây giờ làng xóm của ta thiếu cái cầu vì thường bị tai nạn. Mấy ngày trước có một bà có bầu té xuống sông, đi ngang cây cầu chợt té xuống sông, nguy hiểm quá. Nên bây giờ chúng ta gom góp tiền lại, thấy không? Rồi thiếu chút đỉnh thì nhà nước giúp đỡ thì sao, để chúng ta cắt lại, làm lại cái cầu gián cho nó đàng hoàng, xe cộ qua lại cho nó được tốt, hoặc là cái cầu đúng, thấy không? Đó, cầu đúng đi qua sông. Thì tự nhiên nó phát triển từ từ, cái ấp đó nó ấp phát triển. Là cái người đứng đầu chỗ đó đó phải có cái tư tưởng kinh tế. Có tư tưởng kinh tế, hiểu không? Đó. Nên quý vị biết rằng là
Cái đầu óc kinh tế nó quan trọng. Cái đầu óc kinh tế nó quan trọng. Cái đầu óc kinh tế là nó dùng làm sao, suy nghĩ làm sao, đưa ra cái tư tưởng cho cái người mà trồng trọt hay là cái người buôn bán kinh doanh, là năm nay chúng ta sẽ phát triển về cái môn đó như vậy. Người dân nên phát triển chỗ đó. Để khi người dân phát triển chỗ đó thì cái nền kinh tế của người dân nó phù hợp để đáp ứng cái nhu cầu đó, nhân dân ai cũng tiếp nhận được, thì người trồng trọt cũng được lợi mà người buôn bán cũng được nhờ. Thì dân tình nó phát triển quý vị. Chứ bây giờ trồng trọt xong mà tới mùa mà gặt hái mà xong không ai mua thì thiếu nợ nghèo sao? Mà dân nghèo thì nước không mạnh, dân giàu nước mới mạnh. Tại vì sao? Dân là giàu thì đóng thuế đầy đủ thoải mái, thì tự nhiên mọi mặt sẽ phát triển lên. Còn dân nghèo tiền đâu đóng thuế. Mà con người ta thường ta nói bằng cùng sanh đạo tặc, nghèo quá sanh ra nhiều loại tặc. Nghèo sanh nhiều loại tặc quý vị ơi, chứ không có chuyện giận chơi đâu. Nó hồi xưa có câu chuyện, nhà này quá trời là nghèo, đi ăn trộm à. Thì đi ăn trộm bắt xong, họ hỏi tại sao ăn trộm là quá nghèo. Nghèo xong lo làm ăn cũng không ai mướn. Trời. Đúng không? Xong cái đầu ông vua ông nói thôi vậy thì bây giờ gom tất cả những người nghèo lại, tạo điều kiện làm ăn cho họ. Đó, thấy không? Hãy tính làm sao cho họ có cơ hội làm ăn. Họ làm ăn xong thì tự nhiên cái xóm đó không còn ăn trộm nữa. Thấy chưa? Ai cũng làm ăn. Còn thí dụ như hồi xưa có một cái thờ đại đó, chúng ta cứ nói vậy đi. Có một cái thờ đại đó là cái quy tắc của người ta đưa ra là cái xóm đó ai cũng lo làm ăn, chỉ cần người nào làm biếng, lười biếng đồ này kia là bị cải tạo đưa đi. Thì hỏi tại sao tôi lười biếng chứ tôi có tội tình gì mà đưa tôi đi? Nó là lười biếng để mày đây mai mốt mày ăn trộm thì sao? Lười biếng quá thế mà mày cũng đi ăn trộm, nên đưa mày đi trước. Làm cho cả xóm ai cũng siêng, con cháu siêng hết trơn, làm cho cái xóm nó giàu lên quý vị. Nó rồi á, cái ông vua ông đưa cái hoạch hay, cái hoạch rất là hay. Ông nói là nhậu tao không có cản, nhưng mà thằng nào mà nhậu ngày nhậu đêm thì tao đưa đi cải tạo. Trời ơi, có tội tình gì mà nhậu ngày nhậu đêm mà cũng bị đưa đi cải tạo? Tôi có ăn trộm cắp gì đâu. Mày nhậu ngày nhậu đêm thì mày làm cho vợ con mày buồn, thấy không? Vợ mày buồn thì nó không dạy con, nhà mày dơ giấy, mà nhà mày dơ giấy nó làm hôi cả xóm này sao? Ghê không? Ảnh hưởng quý vị. Nói cái ốc này là cái ốc văn hóa mà bây giờ mày lọt vô cái thằng nhậu nhẹt tối ngày sình sang đi lãng quạng, mày nhậu xong mày xỉn mày phải gọi vợ mày đến đưa mày về, chứ mày không có được đi lang thang ngoài đường. Đi ngoài đường lang thang là bắt mày đó. Tại vì sao mày đi lang thang ngoài đường? Nó làm cho cái ốc này không còn là ốc văn hóa. Tao đang quản lý cái ốc này mà mày làm vậy là mày làm mất mặt tao, mà không xem trọng tao nó bắt mày luôn thì sao được không? Thấy chưa? Nếu như mà nó có nhiều cái chính sách mà phù hợp thì nó làm cho người dân phát triển rồi. Người dân quan trọng là được dạy quý vị. Như Phật tử về chùa được dạy nè quý vị. Tại quý vị thích nghe lời những đức thì những đức lấy những tư tưởng, cũng là mình là một công dân quý vị, lấy những tư tưởng mình hướng dẫn cho Phật tử, cho người ta áp dụng làm sao mà ta được văn hóa tốt đẹp. Ai mà không chấp nhận những điều này. Nói không, nên từ nơi đó mà mình sống mình phải hiểu. Thêm cái nơi chùa chuyện ta sạch bóng như tự nhiên mình vô, mình đi đi, mình khạc nhổ nước miếng coi được không? Cái này là cái quá lịch sự. Đúng không? Lịch sự vô cùng. Mình khạc nhổ nước miếng quá lịch sự luôn. Thấy không? Rồi giờ chùa chiền ta thờ cúng vậy đó, tự nhiên mình đi ra sau hè mà đứng mình tiểu lịch sự không? Sao lịch sự được? Thấy không? Nó quá kỳ. Bây giờ nói thí dụ như bây giờ chúng ta đã nghe đạo rồi, bây giờ các ông nè, các ông thí dụ như mấy ông thấy cái xóm đó, thấy không?
mà tự nhiên á, bên đây một dãy nhà, bên kia dãy nhà, tiếng giữa con sông, gì mà dám đứng ở đây mà xỉu ở bên kia, bắt mấy ông. Đúng ra đưa ra quy tắc là tiểu cái kiểu đó là phải bị phạt. Tại vì sao? Làm cho cái mỹ quan, cái ấp văn hóa ảnh hưởng, phạt ông chứ gì. Cái thời cuộc phát triển rồi, bây giờ nhà ai cũng có nhà vệ sinh, mà dám đi xuống sông đi cầu, phạt luôn. Hiểu không? Nếu mà bắt được cái ông nào đi cầu ở dưới sông, bắt phạt. Tại vì sao? Làm cho ô nhiễm nguồn nước nhân dân, tội nặng lắm. Đúng quý vị? Đó. Nên á, từ nơi đó lôi ra là thấy nhiều cái hay thấy ghê hơn. Nên mỗi một con người phải cần được nhắc nhở và được dạy quý vị. Đông như vậy mà không được nhắc nhở nghe quý vị là nó tùm lum, đủ chuyện lãng quạng lu bu hết trơn, chứ không có chuyện dẫn chơi đâu. Nó, thí dụ như bây giờ đông người gì, người ta ngồi im re, có nóng thì cầm quạt quạt, chứ có ai dám nói chuyện là bậy không? Vì có người nói được rồi. Hiểu chưa? Nếu bây giờ mà ai cũng đứng lên nói còn ai đâu nghe, quậy sùm. Đúng không? Nó nên từ nơi đó nhận đức mong thì sao á, vì đi về chùa nhận đức hướng dẫn quý vị, giúp cho cảnh quan chùa được tốt. Ai mà ta đi ngang, ta tham quan, người ta nhìn cái ngôi Dạ Lam mình, ta nhìn cái chánh điện, ta nhìn cái lượng Phật tử mình, cái là người ta thấy kỳ sao tôi lại đi tu. Đúng không? Đó. Nên á, mỗi một con người nên trân quý những cái nhân duyên mà mình được ngồi chia sẻ gì, nghe gì quý vị, để áp dụng đi. Cái này là cái mà có thể mình áp dụng được đó. Nó, hồi nãy giờ quý vị thấy không, những đức nói chuyện này quý vị thấy rõ ràng không? Vì an vui mà đến học Phật phải vui không? Nãy giờ cừ đó. Nội nãy giờ mà nghe nhiêu đi thôi là cái chuyến đi thấy cũng đủ vốn rồi đó. Không, còn từ giờ này mà tới cuối cùng là lấy vốn, lấy lời á. Ừ, đủ vốn rồi mà lấy vốn nữa là có nghĩa là thêm một phần vốn nữa là lờ luôn đó quý vị. Một là một á, cái chuyện giỡn chơi đâu nghe. Ừ đó, chắc nghỉ quá. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. À, chùa mình giờ mỗi tuần chủ nhật rất là đông, khắp nơi nơi về tu tập, mà ai về đây cũng rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, và nó có nhiều cái chuyển nghiệp chướng rất là thù thắng, hay lắm. Nhất là những người mang nghiệp phá thai nha, về đây tu tập một cái hội chúng niệm Phật này thù thắng dữ lắm, nhớ đó. Thêm nữa là tuần nào cũng thiết thực rất nhiều đó, nên á, cái khi mà đám giỗ ông bà cha mẹ của mình ở nhà mình cúng chứ không bằng quý thầy cúng ở trong chùa, mà khi mà hồi hướng cái công đức cho họ mà mình tu nghe pháp, mình làm cái phước thiện như phóng sanh nha. Rồi những người ung thư, người ta buồn hay người ta bệnh đau, người ta chán nản hay bị vợ bỏ chồng bỏ hay bị con hắt hủi, dẫn ta lại đây tu. Dẫn ta đi tu á, chủ nhật là đi về, người ta về người ta nghe, người ta cởi mở hết trơn, ta hết buồn. Tại vì mình buồn để sống nó không có ý nghĩa vậy đó quý vị ơi. Thật sự mà nói, buồn sống nó không có ý nghĩa gì chứ. Không ai mà đi sống khổ làm gì, nhưng tại chúng ta không có cách để cởi mở ra. Nên cái công đức về chùa này tu nó lớn dữ lắm, nó thù thắng dữ lắm, nhớ. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức này á, nguyện hồi hướng, cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị, và cầu an cho tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết ức, chết về nhiều loại chết như chặn dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, và những người chết trong gia đình mình mà uống thuốc sâu tự tử, thắt cổ hay xe đụng,
chết bất đắc kỳ tử, chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh đó. Nguyện cho tất cả quý vị thần thức được tỉnh táo sáng suốt, mà biết nương vào cái ngôi chùa tu chiên tu gì, nương vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà đã có lời nguyện. Chỉ cần một chúng sanh nào nghe được danh hiệu A Di Đà Phật mà biết niệm A Di Đà Phật và phát nguyện cầu sanh cực lạc, thì bất cứ một chúng sanh nào niệm lên, nhất là chư hương linh, không còn dính cái thân tứ đại nữa, chỉ cần buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ báo thù mà niệm danh hiệu Phật, thì Đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang tiếp dẫn hương linh tới về Tây Phương cực lạc, mà về cực lạc lại luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung thực thực biến thập phương nhật tiết Phật tự cộng phổ cập mơ nhất thiết ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo như đặng ngô tình chung ngã kim tí như cung thử thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất thiết ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo nhớ đặng cô hồn chung ngã kim thí nhự cung nhất thiết cô hồn cộng nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất thiết ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo án một lục lăng ta bà ha án một lục lăng ta bà ha án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng án ngã ngã nắng tam bà việc nhật ra hồng và việc nhật ra hồng gia trì chú thực diệu già đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu già đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, ô danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì nhớ cũng đi thực khi niệm Phật này quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Nên chư Hương Linh thai nhi hay gia đình mình người mắc chưa siêu được lợi ích lớn dữ lắm ha. Nhờ công đức đó khi họ siêu thoát. Chùa mình nhiều giáo nhỏ về chùa người ta ngoan lắm nghe. Người ta biết niệm Phật người ta rất là ngoan. Nên nhiều cháu nhỏ về chùa mình á, cháu nào mà về mà mới về mà chưa ngoan là về là ngoan, là có phước, dễ thương. Con trai thì đẹp trai mà con gái thì đẹp gái. Thấy không? Rồi được cái công đức á, những đức nguyện á, hồi hướng cho các con để các con thông minh học giỏi, biết nghe lời cha mẹ nghe không? Nít vậy thì sau này mới thành đạt được. Còn bé nào mà eo ọt khó nuôi á thì nhờ về chùa mình nhờ cái công đức phước duyên mà các cháu có sức khỏe. Cháu nào mới đẻ bằng đêm mà ngủ không được, khóc lóc hoài á, thì về chùa mình á thì được bình yên ấm áp, các cháu sẽ ngủ ngon, ăn ngon ngủ yên, không có bị người ta quậy phá chọc ghẹo. Nhờ công đức mới được gì. Nhưng cha mẹ phải niệm Phật thì phước các cháu mới tăng lên. Nhớ khi mà mình mang thai đừng có sát sanh hại vật, tẩm bổ nhiều quá không có tốt cho thai nhi. Khi mà đầy tháng đừng có sát sanh hại vật mà nên làm đồ chay phóng sanh, thì đây mới là con có phúc nghe. Thôi noi cũng như vậy đó thì mới có phúc. Đó là những điều, những đức nhắc nhở 100%, muốn có phúc là phải vậy đó nghe. Bây giờ chúng ta làm lễ phóng sanh để ai cũng được bình an hết nha. Chúng ta đọc tam quy y nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Vì nhớ nè, có những con người ta sinh ra đời khỏe mạnh, cao ráo, đẹp trai, đẹp gái, nhưng mình sinh ra đời lùn lé hô súng giống những đức. Tại vì sao? Mình sát sanh hại vật quá trời luôn. Mình không có biết lễ phép. Mình đi ngang tượng Phật, mình chổng cái lưng mình đi, mình không có khom xuống cung kính. Mình đi ngang người lớn, mình không bao giờ khom xuống. Dù người ta ngồi gì, mình đi ngang người ta, mình có lớn tuổi, mình đi. Đây là như Đức nói lớn tuổi nghe, đừng nói chi nhỏ. Đi ngang người ta là mình phải cung kính. Ngày xưa mà Khổng Lão Phu Tử, Ngài là Bậc Thánh đó. Vậy mà thờ Ngài còn tại thế, Ngài đi ngang người mù, mà Ngài khom lưng Ngài đi ngang. Đó là lễ kính. Từ cái lễ kính đó mà nó được cao ráo đẹp. Còn mình thiếu cung kính là mình xấu nghe. Những đức mà bị hô cái mặt tối hù mà còn bị lùn nữa là do giờ thiếu cung kính. Đời này phải gán tu. Nên phiên quý vị để vị đừng có giống những đức. Hiểu không? Đó, nhớ nghe. Rồi thêm cái nữa, tại sao người ta sinh ra đời mà ta khỏe mạnh mình lại bệnh đau? Người ta khỏe mạnh là do người ta ăn chay, người ta phóng sanh. Còn mình bệnh đau, mình eo ọt khó nuôi là do cái chỗ nào? Cho mình sát sanh. Người ta thì khỏe mạnh, người mình ung thư, mình sát sanh nên bị ung thư. Nên bây giờ mình phóng sanh, mình ăn chay, con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không giết luôn. Đừng có ngủ mà mua cái gì đó để bắt muỗi. Ta ơi, mình ngủ mà mình bắt mấy con muỗi chết queo, tội nghiệp nó. Thí dụ như mà mình bự vậy đi, con muỗi nó bay lại, nó kêu hu 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 lại kêu gì biết không? Chị cho em miếng máu coi chị. Hay anh cho em miếng máu coi. Thì bây giờ mình nói thôi 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 bạn đi chỗ khác đi, tôi máu ít lắm, đi chỗ khác chờ. Thì đuổi người ta đi. Bây giờ mà mình không cho, mình còn giang cái tay lên, bạch, dẹp lép. Thí dụ như mình đói đi, mà mình đi xin ăn mà người ta không cho mà ta giết mình chịu không? Không. Vì thì mình không cho thì đuổi người ta đi. Còn mình cho mà còn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cho người ta nó như những đức mới quy y đó. Hồi xưa những đức mới xuống đây nghe những đức không có tiền gì chứ. Những đức nói bây giờ tôi không có tiền cúng dường cho ai, bây giờ cúng máu được không? Trời ơi, ghê chứ. Đêm nào ngủ cũng dán cái tay lên, mũi bay lợn đêm cắn 100 mấy chục mũi. Mà chịu nửa năm. Nửa năm sau hết máu. Mũi nghỉ chích luôn.
Thì thấy không, mà mỗi lần mà chích đó nghe là quy y cho nghe, niệm Phật cho nghe. Mà chờ chích mà coi coi mà cái bụng ảnh mà máu lên, máu mình mà vô á, mà còn chút nữa là đuổi đi. Tại mấy ảnh tham lắm, mấy anh hít tới nào đầy cái bụng anh té chết queo luôn. Thấy tội nghiệp quá nên cho hít một chút đuổi đi. Có tâm vậy đó nghe. Đó thì vậy để mình sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. Nên nghe đạo rồi nên phát tâm từ bi nghe quý vị. À, Phật nói tứ sanh phụ mẫu đó nghe. Tập ăn chay trường. Bây giờ chúng ta niệm Phật thả chim nè quý vị ơi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Quý vị kể vị nghe câu chuyện mà cái chú này mà khi mà những đức phóng sanh mà những đức hồi hướng cho ổng quý vị. Cái ông này mà chọn ông ngày nào cũng chửi vợ ông hết. Mà từ khi những đức phóng chim cu á, hồi đó phóng chim chia sẻ không nghe. Mà sau này nghe nó mấy ông đàn ông chửi vợ đồ, không cho vợ đi tu. Những đức thấy mua chim cu phóng sanh hồi hướng cho mấy ông đàn ông. Vì mà từ khi hồi hướng tới giờ nhiều bà bá nói trầu ô thầy ô, từ khi mà thầy hồi hướng tới bây giờ chồng con nó ngoan được con. Cho con đi tu con lành. Hiểu không? Rồi bây giờ chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Bữa nay đông quá quý vị ơi. Bây giờ ai cũng ngồi đây để tặng quà cho xong chút tí đi quý vị. Số lượng đông người phụ vợ đi. À ha. Nó rồi gạo thì xong rồi đó, bắt đầu là những người mà xung quanh đó quý vị. Mấy anh em hướng dẫn người ta đi ra phía sau đưa cho người ta đi. Những người mà ở ngoài xung quanh á, có nhiều bà con chồm sớm đến đó quý vị. Mình là Phật tử nhớ nghe quý vị, mình hiểu rồi. Lỡ bữa nay mình không có phần gạo cũng không sao đâu. Nhưng mà bà con ở chồm sớm á nha. À, nên là mấy anh em hướng dẫn đi mấy anh em ơi. Hướng dẫn cho bà con chồm sớm đứng ở ngoài á, đi ra phía sau chánh điện nè. Rồi mấy chú ổng đưa gạo người bịch á, bịch gạo cái lọc của chùa nghe. Mong miếng gạo này bà con chồm sớm dùng á, được khỏe mạnh nghe, gia đình được bình yên nghe. A Di Đà Phật. Còn vị đứng đây để phát đồ, quý vị ngồi im để phát đồ cho xong coi. Ai mà cho ở trong đó mà phát được xong rồi, vị cứ đi ra trước đi. Ai mà trong đó mà được phát rồi xong rồi đó. Mà lịch đồ phát xong chưa ta? Lịch rồi chưa? Ai mà nhận được lịch rồi với nhận được á quà rồi thì ra ngoài trước nghe. Còn ai chưa nhận thì ngồi đợi một chút. Trong đây có lịch hết chưa ta? Đây sao chưa thấy có? Lịch tới đây chưa có mà. Ngồi đi. Phát trong đây trước đó quý vị nha. Thẳng chân đồ thoải mái đi. Mà thẳng không nổi hả? Ồ lịch tới 1600 cuốn đâu mà. Ngàn sáu trăm cuốn mà phát trong đây chưa đủ hả ta? Ồ đông lắm quý vị ơi. Ngồi im còn ngon hơn. Ừ. Ngồi im ngon hơn. Giờ này còn sớm nha quý vị. Đừng có đi vô trong đó nguy hiểm lắm. Tôi cũng kiếm đường khác tôi về. À, ngồi đi quý vị.
À mấy anh em còn lịch ông đem lên đây. Hết trơn lịch từ. Tội sao mau dữ cái tội. Lịch hết trơn. 1600 cuốn quay cái mất tiêu. Thôi kệ tùy duyên đi. Tết nhận đức cho lịch nhận đức. 20.000 tấm là không bao giờ thiếu. Lịch này là ta tặng mấy vị ơi. Ta làm lịch của Hòa Thượng Tịnh Không, người ta tặng mình có nhiêu mình cho nhiêu thôi. À. Rồi, được chưa? Rồi.